Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường xuất hiện ngày càng nhiều những yếu tố cạnh tranh, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy sinh những vấn đề phức tạp. Công tác đảm bảo an toàn để sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững luôn là vấn đề được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Năm 2003, công ty dịch vụ bảo vệ ngày và đêm được thành lập. Tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam. Công ty dịch vụ bảo vệ ngày và đêm là đơn vị có đủ năng lực, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp như bảo vệ mục tiêu cố định, bảo vệ tài sản hợp pháp, bảo vệ tài sản theo yêu cầu, bảo vệ sự kiện, canh giữ an ninh trật tự, bảo vệ yếu nhân, dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ cảnh báo đột nhập từ xa, v.v. Sau 10 năm hình thành và phát triển, công ty đã có một đội ngũ nhân viên bảo vệ hùng hậu là những thanh niên trẻ trung, năng động, có bề dày kinh nghiệm, được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên sâu, đang ngày đêm bảo vệ an toàn tài sản cho hàng trăm khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Công ty dịch vụ bảo vệ ngày và đêm luôn đặc biệt quan tâm và quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực đầu vào. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên phối hợp với các giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ về các kỹ năng giám sát cơ bản, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ, kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, v.v. Luôn ý thức về trách nhiệm của mình, công ty dịch vụ bảo vệ ngày và đêm đã không ngừng đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ nhằm củng cố uy tín và niềm tin đối với khách hàng. Công ty đã ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 cùng các công cụ phương tiện khoa học mới vào lĩnh vực quản lý, điều hành và thực thi dịch vụ. Các hoạt động dịch vụ an ninh, bảo vệ của công ty luôn được thực hiện một cách chủ động, sáng tạo theo đúng quy chế hoạt động của công ty và yêu cầu của khách hàng trong phạm vi pháp luật của Việt Nam. Bằng kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực bảo vệ, công ty dịch vụ bảo vệ ngày và đêm đã được nhiều khách hàng tín nhiệm. Hệ thống các chi nhánh và khách hàng của công ty có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Quảng Ngãi, thành phố Huế. Đã có nhiều khách hàng lớn tin tưởng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ an ninh bảo vệ lâu dài với công ty. Không hài lòng với những thành quả đã đạt được, công ty dịch vụ bảo vệ ngày và đêm vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để sáng tạo ra nhiều biện pháp mới mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực an ninh trật tự và bảo vệ tài sản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và cộng đồng xã hội. Năng động trong quản lý điều hành, hợp tác và chia sẻ với khách hàng, lắng nghe và tôn trọng với nhân viên sẽ mãi là tôn chỉ hoạt động của công ty dịch vụ bảo vệ ngày và đêm.